Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vòng xoáy Việt Á tiếp tục nghiền nát, một thằng mới sộ khám cùng nốt nhạc với La Thăng hay sao? Cứ mỗi lần Vòng xoáy Việt Á tiếp tục khởi động quay thì ai cũng xanh mặt, không biết tới lượt mình hay chưa. Ở vòng xoay trước, Việt Á đã quay gần hết các giám đốc CDC ở các tỉnh. Ngưng một thời gian ngắn, giờ vòng xoáy lại tiếp tục quay tiếp và lần này mức độ tàn phá của nó còn dữ dội hơn. Ở lần này, guồng máy đã chọn Hải Dương mà nghiền. Ngày 16 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho họp Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết định kỷ luật cả dàn lãnh đạo Hải Dương bao gồm bí thư, chủ tịch và nhiều phó chủ tịch tỉnh. Giờ thì củi nhiều quá, ông Trọng quyết định không nhặt từng thanh củi mà cho hốt cả bó và bí thư tỉnh cấp hàm ngang với bộ trưởng cũng bị hốt lốt. Đây là hình ảnh Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã sộ khám. Cũng theo một mô típ quen thuộc, một bản kết luận giống nhau được ban ra rằng Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng vi phạm của các tổ chức cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Trước đó vào hồi tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng tỉnh Hải Dương có nhiều vi phạm trong phòng chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng tạo điều kiện để công ty cổ phần công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định. Đây là hình ảnh ông Phạm Xuân Thăng đã bị bắt và hứa hẹn hàng loạt bí thư tỉnh khác trong cả nước cũng sẽ bị tóm theo. Liên quan đến vụ kit xét nghiệm của công ty Việt Á đã có 95 bị can bị khởi tố và nhiều người bị kỷ luật. Hiện nay tỉnh Hải Dương có 4 người bị guồng máy Việt Á nghiền cho ra vạ, bao gồm Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến là lãnh đạo ngành y tế đầu tiên bị khởi tố. Ông Phạm Xuân Thăng bị đình chỉ sinh hoạt, đình chỉ mọi chức vụ trong đảng và bị bắt. Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị khiển trách. Ông Phạm Minh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế bị khai trừ ra khỏi đảng. Theo báo cáo đưa ra của công ty Việt Á cung ứng bộ kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó chi hoa hồng cho các đối tác là 800 tỷ đồng. Giờ này những ai đã dính vào những đồng tiền máu này phải lần lượt trả giá cho nó. Trong lần xử lý lần này, người ta chú ý đến bí thư tỉnh ông Phạm Xuân Thăng và ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã bị cuốn vào guồng của Việt Á. Nhiều người kỳ vọng guồng máy Việt Á cũng sẽ nghiền nát sự nghiệp chính trị của các bí thư tỉnh khác như nó đã từng cuốn hàng loạt giám đốc CDC như vậy. Theo đà này, việc ông Phạm Xuân Thăng đoàn tụ cùng nốt nhạc La Thăng trong tù là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thích chơi trò ú tim. Ông Nguyễn Phú Trọng quả là người bày ra những trò chơi làm thót tim hàng trăm quan chức cấp tỉnh. Việc các CDC ăn tiền của Việt Á, nhiều người cho rằng họ không ăn một mình. Tuy nhiên, muốn điều tra đồng tiền này vào tay giám đốc CDC rồi chảy vào tay ai, cần phải có thời gian. Trong thời gian điều tra ấy, các bí thư tỉnh như đang ngồi trên đống lửa. Không biết đến khi nào lò công Trọng lại réo đến tên mình. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già nhưng xem ra ông ngày một làm dữ trên chính trường. Đã đến người đứng đầu tỉnh thì khi nào ông Tổng cho guồng quay này nghiền nốt những chức vụ cao hơn thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nắm Tổng cục 2 và cơ hội làm chùm cho ông Thủ tướng. Hiện nay, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 5 thì đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán vào năm 2018. Nguyên nhân là lúc đó với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương,
ông Tổng Trọng nghĩ rằng ông nắm chắc Tổng cục 2 thì không cần Tổng cục 5, bởi ông Trọng không kiểm soát tốt Tổng cục 5 bằng Tổng cục 2. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cho tới nay thì việc giải tán Tổng cục 5 của ông Tổng Bí Thư ngày càng cho thấy ông đã sai lầm. Tổng cục 2 hiện nay đang trong tay ông Thủ tướng bởi vì lợi ích kinh tế trong các gói thầu mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ USD. Khi tổng cục này ai cũng có lợi ích kinh tế đó, họ sẽ tạo thành một hệ thống khép kín, bao che cho nhau, mà ngay cả ông Tổng cũng xuyên không thủng. Điều này đã và đang mang lại lợi thế rất lớn cho ông Thủ tướng đương nhiệm. Trong tay ông Tổng có Bộ Công an, có Ban Nội chính, có Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, những cơ quan này tuy lớn nhưng không có trình độ nghiệp vụ của ngành tình báo, nên những gì họ điều tra được không sâu, không hiểm như Tổng cục Tình báo, quân đội thường ra tay. Theo như thông tin chúng tôi có được thì tiêu chí của Tổng cục Tình báo, quân đội là 7 và 3. Có nghĩa là 70% là điều tra nội bộ để nắm chuyện thâm cung bí sử của lãnh đạo cấp cao, và chỉ có 30% là điều tra ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo một số người giấu tên cho biết, từ lâu ngành tình báo Việt Nam hoạt động ở hải ngoại rất ít, mà chỉ có chủ yếu là hoạt động trong nước, điều tra nội bộ giúp cho phép phe phái trong đảng đấu đá với nhau thêm phần dữ dội. Được biết trước đây, ông Chủ tịch nước Lê Đức Anh tuy là ngồi ở ghế hữu danh vô thực, nhưng ông là ngón thực quyền nhất trong các chủ tịch nước của Việt Nam. Bí quyết đó là ông nắm chắc Tổng cục Tình báo quân đội, tức là Tổng cục 2. Đến nỗi khi ông Lê Đức Anh về vườn, tiếng nói của ông cũng rất có trọng lượng. Và từ sau khi ông Lê Đức Anh và các chủ tịch nước còn lại đều không có quyền như ông. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang chiếm phần trong việc điều khiển Tổng cục 2 của quân đội. Nếu ông vẫn giữ quyền lực ở trong cơ quan này thì rất có thể ông Phú Trọng sẽ không làm gì được ông cả. Cũng bây giờ, Bộ Công an đã không còn cơ quan tình báo là Tổng cục 5, nên lợi thế trong tay của ông Thủ tướng là không hề nhỏ. Như vậy, sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là sức mạnh ở ngành tình báo. Và xem ra, người đã từng nắm ở cơ quan tình báo của Bộ Công an như ông Phạm Minh Chính giờ lại có một lợi thế hơn nữa khi nắm bên quân đội. Ông Chính dường như biết sự lợi hại của cơ quan tình báo như thế nào, và chính ông đã đi một con đường không thể tốt hơn. Ông Phạm Minh Chính không thể không học bài học từ ông Putin ở nước Nga xa xôi. Đó là khi một cựu sĩ quan tình báo Xô Viết thời KGB bây giờ nắm quyền lực rất chắc, mặc dù ông Tổng thống này đã thực hiện rất nhiều chính sách đi ngược lòng dân Nga và rất có hại cho đất nước, nhưng quyền lực của ông vẫn vững như bàn thạch. Cũng hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã kiểm soát Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo quân đội tốt hơn ông Chủ tịch nước, nhưng điều đó không có nghĩa là thế thượng phong này của ông Thủ tướng sẽ được duy trì một cách lâu dài và liên tục. Về lâu dài còn phụ thuộc vào việc ông Tổng có bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn hay không. Và nhiều thông tin cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn ở châu Âu. Nếu ông Tô Lâm bắt được bà Nhàn thì cán cân quyền lực sẽ đảo chiều nghiêng theo phe ông Tổng. Hiện nay về mặt đảng, ông Phạm Minh Chính đang bị khá nhiều vết đen. Không biết Tổng cục 2 có cho ông Thủ tướng chính những yếu tố tuyệt mật của đối thủ hay không, đặc biệt là những thông tin về những người khả năng giành ghế Tổng Bí Thư với ông. Nếu ông Chính nắm được thì việc ông Chính đua vào chức Tổng Bí Thư tới đây sẽ có sức mạnh đáng kể. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ. Còn 3 năm nữa mới hết nhiệm kỳ, nếu không có gì đột biến, chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt chẳng hạn, thì thành trì của ông Thủ tướng Chính còn rất vững. Nếu ông Trọng không nhường ngôi giữa kỳ cho ông Vương Đình Huệ thì để đến hết nhiệm kỳ, e rằng ông Huệ sẽ mất hết lợi thế đối với ông Phạm Minh Chính.